Pot, và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đấy chính là điều đặc biệt các bạn cần phải làm trong năm 2024 là gì. Điều đặc biệt này thì có thể là cái điều mà bạn, một điều mà bạn cần phải làm, cần phải ghi nhớ để có thể thực hiện trong năm 2024 này. Thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3. Hãy chọn giúp mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để xem là bạn cần phải làm cái điều gì đây. Và điều này là điều chắc chắn được highlight, chắc chắn là bạn cần phải làm đấy. Đó. Bởi vì là có thể nó sẽ làm thay đổi năm 2024 của bạn, và nó có thể sẽ giúp cho năm 2024 của bạn trở nên tốt hơn, hoặc là đem đến những cái trải nghiệm thú vị hơn trong năm 2024 của các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn một chút thời gian nhé, để các bạn lựa chọn xem đâu là tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là điều đặc biệt bạn cần phải làm trong năm 2024 là gì, thì đối với tụ bài này mình thấy rằng là nó rất là trực tiếp ở đây. Nó nói luôn về cái vấn đề mà các bạn cần phải làm, đấy chính là các bạn cần phải từ bỏ, cần phải kết thúc một cái điều gì đấy khá là độc hại trong cuộc sống của các bạn. Ở đây chúng ta có lá The Devil. Thật ra trong tất cả những cái bộ bài vẽ về lá The Devil thì mình lại thấy rằng là cái lá bài này nó giống như là nó toát lên được một cái sự ma mị và một cái đúng tinh thần. Đối với mình là khá là đúng tinh thần của The Devil. Tức là gì? Trông nó vừa quyến rũ, trông nó lại vừa ma mị, mà trông nó lại vừa giống như là thu hút người khác, mà đồng thời nó cũng vừa là một cái gì đấy rất là đáng sợ ở đây. Cái The Devil này á, nó có thể là một cái thói quen xấu của bạn, như là thói quen ăn uống, sinh hoạt, hoặc là bạn nghiện ngập một cái gì đấy, thuốc lá, hoặc bất kỳ một gì đấy, bạn phụ thuộc một điều gì đó. Mình thấy là bạn cần phải từ bỏ nó, vì nếu không á thì trong năm 2024 ấy, bạn sẽ nhận lại hậu quả từ nó. Có thể ở đây á, ngoài những cái thứ mà mình vừa nêu á, nó có thể là một mối quan hệ nào đó. Có thể mối quan hệ đấy nó thiên về tình dục nhiều hơn, hoặc nó có một cái sự phụ thuộc lẫn nhau, hoặc là có cái chơi trò thao túng tâm lý gì đó ở đây. Thì mình thấy rằng là trong năm 2024 bạn cần phải kết thúc cái điều này. Và mình thấy rằng là, nói luôn, trong năm 2024 bạn sẽ phải kết thúc thôi. Bởi vì nó sẽ gây ra cho bạn những cái vấn đề, và những cái có thể là thậm chí là đau khổ liên quan đến vấn đề này, liên quan đến cái thứ The Devil này. Mặc dù mình không biết cụ thể đó là cái gì, với một số trường hợp thì nó có thể liên quan đến những vấn đề liên quan đến quyền lực, liên quan đến sự thao túng ở đây. Đó, có thể là bạn bị ai đấy thao túng tâm lý, hoặc là bị ai đấy giống như là lấy cái quyền lực của họ ra ấy, để điều khiển bạn, lấy cái nỗi đau của họ ra, hoặc là họ thao túng bạn bằng cái việc là họ luôn đặt bản thân họ là nạn nhân, và sau đấy là họ bắt bạn phải làm những thứ mà bạn không thích, kiểu như vậy đấy. Xong rồi họ giận dỗi, rồi là họ dẫy đành đạch lên, rồi này kia các thứ đó. Thì mình thấy rằng là bạn ấy sẽ phải đối diện với những cái sự thật bên trong chính bản thân của mình. Mình thấy điều này không dễ dàng dứt bỏ đâu, bởi vì thứ nhất á, nó phải, tại vì là nếu như một người bình thường ấy mà trải qua những cái thứ không lành mạnh ấy, họ sẵn sàng say no ngay từ ban đầu rồi. Nhưng mà cái điều này nó lại được bọc trong một cái gì đấy nó rất là ngọt ngào, hoặc là nó được nhân danh trong một cái thứ gì đó, nên bạn không dễ dàng gì từ bỏ được cái thói quen độc hại hay là cái thứ độc hại này. Không dễ dàng gì đâu, nhưng mình thấy bạn không từ bỏ sớm thì bạn sẽ đau khổ thôi. Bạn sẽ bị tổn thương bởi cái điều này rất là nhiều. Bạn sẽ giống như là nó hút máu bạn ấy, đến cái mức mà bạn kiệt sức, bạn nằm đấy, bạn không còn tí máu nào nữa rồi, bắt đầu bạn mới phát hiện ra rằng là mình nên từ bỏ cái thứ này. Thì mình thấy rằng là bạn phải cai từ từ, và bạn phải từ từ dứt cái điều này ra. Có thể là điều này sẽ khó với bạn, nhưng mà hãy cố gắng từng bước đây, đi lê từng bước một cũng được. Từng bước bạn sẽ thực hiện được, bạn sẽ làm được cái việc là bạn kết thúc cái điều này. Mình thấy rằng sang năm sẽ có get more information, tức là sẽ có thêm những cái thông tin mới được gửi đến với các bạn. Bạn sẽ nhận ra được những cái vấn đề này. Có thể trước kia nhá, bạn chỉ lờ mờ thôi, bạn không hiểu hoàn toàn về cái vấn đề và cái câu chuyện này. Nhưng mà càng ngày càng về sau bạn sẽ càng hiểu ra. Và mình thấy bạn sẽ walking away, tức là bạn sẽ đi, bạn sẽ rời đi để chọn bản thân của mình, để chọn cái sự lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và mình thấy rằng là bạn sẽ có một cái khởi đầu mới, với một cái cuộc sống mới, với một cái chặng đường mới của bạn. Bạn sẽ dứt ra khỏi cái thứ này. Có thể nhá, bạn phụ thuộc vào người này về mặt tiền bạc, tài chính, tình dục, hoặc bất kỳ một cái gì đó. Đó, và bạn cảm thấy rằng là bạn không thể tiếp tục ở trong cái vòng vây của cái người này nữa. Bạn cần phải thoát ra khỏi những cái điều này thôi. Thì mình thấy rằng là bạn sẽ chọn một cái khởi đầu mới cho chính bản thân của mình. Vì bạn muốn là chính bản thân của mình. Bạn không muốn bị thao túng, bạn không muốn bị giống như là bị
Làm giống như một con rối nữa, bạn không muốn bị điều khiển nữa, bạn muốn là chính bản thân của bạn. Và cho dù cái khi bạn rời khỏi cái thứ này này, có thể bạn sẽ vật vã, có thể bạn sẽ đau đớn hoặc bạn sẽ thiếu thốn, nhưng mà không có gì bằng độc lập tự do hạnh phúc cả. Không, Hồ Chủ tịch đã nói rồi, không có gì quý hơn độc lập tự do, nên là bạn phải đi tìm cái tự do cho chính mình, cái sự độc lập cho chính mình để không có bị phụ thuộc vào cái điều này nữa. Đó, mình thấy rằng là họ chọn bạn là có mục đích. Họ chọn bạn là có mục đích, họ thao túng bạn là có mục đích, vì bạn có thể là dễ dàng nằm trong tay của họ, hoặc là cái thứ này nó giống như nó đến với bạn ạ, nó giống như một bài học đối với các bạn, và các bạn hãy nhìn nhận cái điều này. Tất nhiên bạn cũng không phải là bạn đổ lỗi 100% là tại họ, do họ, tất cả là do họ không. Cái việc tạo ra một cái bẫy á, là việc của vũ trụ, nhưng bạn có bước vào cái bẫy này hay không ấy là việc của bạn. Nên chắc chắn là trong cái câu chuyện này bạn cũng sẽ phải có trách nhiệm, là bạn gì, bạn đã ở lại với nó, bạn đã không dứt khoát, bạn đã lựa chọn nó đó, nên là bạn phải chịu trách nhiệm với những cái điều này. Nên mình thấy là nếu như bạn có đau, có tổn thương hay là có vấn đề gì ấy, mình thấy rằng là bạn cũng sẽ không thể trách bất kỳ được ai hết á. Bạn giống như là bạn sẽ nhận trách nhiệm về bản thân của mình thôi, và bạn rút ra được bài học để bạn lần sau bạn không có như vậy nữa. Mình thấy là bạn sẽ có một cái quá trình để nhìn thẳng thật vào những cái phần tối nhất bên trong bản thân của mình, rằng là tại sao mình không dứt được và mình cần phải làm gì để thoát khỏi cái điều đó. Thì thật ra ấy, mình không có phán xét các bạn một chút nào đâu. Đó, mình không hề phán xét các bạn một chút nào hết. Ai cũng sẽ có những cái thứ rất là khó để dứt này. Đó, cái điều quan trọng là bạn nhận ra sớm được ngày nào thì bạn sẽ sớm tìm được cái con người thật của mình bấy nhiêu. Còn nếu như mà bạn cứ cố ở lại thì bạn sẽ có thêm chồng chất thêm những cái tổn thương mà thôi. Đó, thì cái điều này cũng có thể là một mối quan hệ bạn bè nữa. Tức là cái người đấy có thể rất là hay nạn nhân, hay tâm lý nạn nhân lắm, hay đổ lỗi lắm, này kia các thứ, xong đưa cái này cái kia ra. Ví dụ nha, họ cho bạn cái này cái kia, hoặc họ tặng bạn cái này cái kia, xong ví dụ như hai đứa xung đột xích mích gì đấy, thì bắt đầu họ nói là tao đã tặng mày cái này cái kia ABC cái Z gì gì đó, để kiểu giống như là nhằm thao túng bạn ấy, kiểu như vậy á. Thì mình thấy rằng là thực sự là bạn không, một trường hợp nữa là mình thấy rằng là trước kia bạn cáng đáng cái người này là bởi vì bạn thương họ, bạn quý họ, bạn nghĩ rằng bạn có thể giúp họ, nhưng mà bạn dần dần bạn bị ảnh hưởng bởi cái tinh thần rất là nhiều bởi cái người này. Thì mình chỉ có thể nói với bạn là bạn không thể giúp ai cả nếu như mà họ không yêu cầu sự giúp đỡ của bạn. Bạn không thể tự giúp họ được đâu. Đó, khi nào họ họ nhận ra được vấn đề ấy, thì họ có thể là sẽ nhờ bạn, và khi nào họ nhận ra vấn đề ấy, thì họ mới có thể thoát ra được khỏi cái tâm lý đó, khỏi cái vấn đề đó. Còn nếu như mà bạn họ họ giống như là cái nhận thức của họ không thay đổi ấy, thì cho dù bạn có ngày ngày qua tháng nọ bạn nhồi vào đầu họ ấy, họ cũng không thể hiểu được, và họ cũng không thể khác đi được, mà thậm chí bạn trở nên mệt hơn, và bạn bị ảnh hưởng tâm lý, bạn bị ảnh hưởng với nguồn năng lượng này nhiều hơn mà thôi. Nên là hãy, đây là điều đặc biệt mà bạn cần phải làm ở trong cái năm 2024 này nha. Rồi, đấy là số số 1 ạ. Chưa tới đến với số 2, toàn tiền bạc thôi, nhiều tiền bạc tài chính quá. Thì đấy là chúng ta sẽ đến với số 2 nhé. Và đây là trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Cái điều đặc biệt bạn cần phải làm trong năm 2024 này là gì? Thì mình thấy rằng là trong năm 2024 ý, để giúp bạn có một cái sự gia tăng tốt hơn về mặt tiền mặt tài chính ý, thì mình thấy rằng là bạn nên có một cái kết nối với những cái người bạn của bạn, và có thể là làm ăn chung hoặc là đầu tư gì đấy thì càng tốt nha. Bởi vì mình thấy rằng là cái năm năm nay sẽ là một cái năm các bạn phát triển cũng khá là mạnh mẽ về mặt tiền bạc tài chính. Các bạn sẽ gặp được những cái người thành thành đạt này, hoặc là những cái người có nền tảng rất là tốt về mặt tiền bạc tài chính. Các bạn có thể kêu gọi đầu tư từ họ, hoặc là kết nối đối với họ, hoặc là ký hợp đồng gì đấy đối với họ, hoặc là kết bạn với những cái người này. Thì đây là một cái điều cực kỳ tốt cho các bạn, bởi vì họ có thể, khi mà bạn kết nối, bạn mở rộng được những mối quan hệ của bạn ấy, nó tốt cho công việc của bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn học hỏi được ở những cái người này. Mình thấy rằng là cho dù bạn là nam hay là nữ, thì mình thấy là sang năm bạn cũng sẽ có tiền, và bạn sẽ gặp được những người nhiều giới tính khác nhau. Đó, cũng có một cái mục tiêu chung về cái việc tiền bạc tài chính đó. Đấy chính là xây đắp, xây dựng tiền bạc tài chính gì đấy. Ok, và mình thấy rằng là sang năm dường như là bạn tìm được cái có thể là cái công việc hoặc là cái thứ mà khiến bạn cảm thấy cực kỳ hứng thú để giúp bạn kiếm ra tiền. Đó, sang năm bạn sẽ tìm thấy cái điều đấy. Tiếp theo nữa đây á, thì mình thấy rằng là hãy nhớ một điều là tiền bạc tài chính là một điều rất là quan trọng, nhưng hãy nhớ đến cái việc là hãy biết cân bằng giữa tinh thần, giữa tình yêu của bạn, giữa tinh thần với mặt vật chất, giữa tình yêu và công việc nha. Bởi vì mình thấy rằng là bạn sẽ
Mình thấy là khi mà dính dáng đến chuyện tiền bạc ấy, thì mình thấy là bạn sẽ lý trí hơn, bạn sẽ thực tế hơn, và đồng thời là bạn cũng có thể là sẽ lạnh lùng hơn. Cho nên là hãy nhìn mọi thứ với một cái ánh mắt tình yêu thương. Nếu như bạn có xiền cũng có thể là giống như là hãy hiểu rằng là bạn đã nỗ lực cố gắng, thì bạn hãy công nhận những cái sự nỗ lực cố gắng về mặt tiền bạc đó của bạn. Nhưng mà kiểu giống như là ý của mình muốn nói đây là bạn cũng không nên vì cái việc là năm sau bạn rất là phất, cho nên là bạn bạn giống như là bạn lên mặt với người khác, hoặc bạn vênh váo, hoặc là bạn thể hiện bạn khoe mẽ này kia các thứ, thì hãy bỏ cái điều đó. Mình cảnh báo luôn các bạn về điều đó, bạn cần phải học cách để yêu thương hơn. Tức là chúng ta kiếm được một tiền là một chuyện, nhưng ta còn phải biết cách để sử dụng tiền. Hãy hiểu là bạn là người sử dụng đồng tiền, không phải đồng tiền sử dụng bạn. Hãy nhớ điều đấy nha. Bởi vì cái tụ này nó rất là giống với những cái tụ bài vừa rồi mà mình làm á, cách đây tháng 12 sao đó. Mình thấy rằng là ở đây á, mình thấy là thậm chí sang năm có thể là bạn sẽ đi công tác, đi du lịch, đi nước ngoài hay là gì đấy, hoặc là thậm chí bạn có những cái mối liên hệ công tác gì đấy với cả người nước ngoài cơ. Ví dụ như các bạn dạy ngoại ngữ hay là bạn gì đấy có yếu tố nước ngoài ở đây, xa xôi gì đó ở đây, đó cũng được tính nhá. Và mình thấy ở đây rằng là nói chung cái hành trình tiền bạc này của bạn nó rất là đẹp rồi, tạo được nhiều mối quan hệ lắm, mà tạo được một cái mạng lưới rất là tốt. Đó, ở đây chúng ta có lá The Star, nó nói về việc đấy chính là sẽ có một cái hành trình mà nó đem đến cho bạn cái sự công nhận, nó đem đến cho bạn cái sự trao thưởng ở đây. Đó, một hành trình nó sẽ bắt đầu và nó đem đến cho bạn rất là nhiều những cái điều tốt đẹp ở đây với cái lá The Star. Nhưng mà cái lá bài, ba cái lá bài này, đầu tiên ấy, cái lá Meditation Bring Answer, tức là nó nói về việc là hãy thiền đem đến cho bạn câu trả lời. Cái sự thiền ấy nó sẽ đem đến cho bạn cái câu trả lời. Nhưng mà không nhất không hẳn ở đây bạn hiểu là bạn phải thiền đâu, mà bạn đôi khi nó là cái việc là bạn cần phải bình tĩnh lại, bạn cần phải tỉnh táo ở trong những cái tình huống trong năm 2024, đặc biệt liên quan đến mặt tiền bạc, vì bạn rất dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc. Bởi vì có thể là ngày xưa bạn không phải là người như thế đâu, nhưng mà trong năm nay này, đặc biệt là năm nay này, năm 2024 này này, đó là bạn cần phải cực kỳ tỉnh táo những vấn đề liên quan đến mặt tiền bạc. Đó, bạn phải rõ ràng đầu tiên ấy là cân bằng giữa các yếu tố, thứ hai không nhập nhằng, không nhập nhằng tình yêu với cả công việc được, tức là giống như là bạn bạn đừng nhập nhằng tiền bạc công việc với người yêu của bạn, hay là với người yêu của bạn hay là gì đó. Tức là hãy để mọi thứ nó giống như là một cái việc, giống như là cái việc công việc ấy, đó là cái công việc chuyên nghiệp. Hãy đáp ứng cái tính chuyên nghiệp của cái công việc đó. Nhưng sau cái thời gian mà làm việc đó, đáp ứng tính chuyên nghiệp đó, thì bạn cũng phải cân bằng cái thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho những người mà bạn yêu thương. Và như mình nói rồi là khi bạn đạt được một thành tựu nào đó, mọi người sẽ mừng cho bạn, nhưng cái thái độ của bạn nó sẽ quyết định cái việc là mọi người mừng hay mọi người sẽ ghét bạn. Bởi vì thật ra hãy hiểu là cuộc đời nó giống như là một cơn sóng á. Các bạn biết là chu kỳ năm cá nhân đúng không? Nó cũng có gì? Nó cũng có sóng, nó cũng có những năm trũng. Có thể bây giờ bạn phất, nhưng sang năm chắc gì đã phất. Ý là năm 2025 chắc gì đã phất. Cho nên là hãy luôn nghĩ và nhìn thật là xa. Đó, để giống như là luôn luôn có những cái phòng bị cho bản thân của mình. Nhìn rộng và nhìn xa mọi thứ. Tại vì mình thấy cũng nhiều người sau khi mà họ kiếm được tiền xong, bắt đầu là họ quên hết bạn bè người thân. Và họ giống như là họ tỏ ra là họ là thượng đẳng hơn những người khác đó. Đấy, và sau đấy thì cái vận may đấy của họ, hoặc là những cái điều tốt đẹp đấy, nó có thể nó sẽ không kéo dài, thì bắt đầu họ lại sa cơ và họ mới nhận ra được cái vấn đề của họ. Thì tốt nhất bạn đừng để đến mức độ như vậy. Đó, hãy nhận ra sớm và hãy rõ ràng trong cái suy nghĩ và trong cái cách mà bạn hành động. Clear the fog. Nhớ nha, hãy nhìn mọi thứ với ánh mắt của tình yêu thương. Hãy đối xử với mọi thứ với ánh mắt của tình yêu thương. Mọi thứ hãy để, tức là bạn hãy đi theo cái nguồn năng lượng tốt nhất của năm sau, những thứ tích cực nhất, tốt nhất. Chứ đừng là mình lấy một vài cái thứ tốt thôi, còn những còn lại thì mình đi theo cái chiều hướng tiêu cực ấy, thì nó sẽ làm xấu cái năm 2024 của bạn. Còn như mình nói rồi, năm 2024 rất nhiều cơ hội về mặt tiền bạc tài chính, về mặt công việc sẽ tới. Nên là quan trọng là có đủ tỉnh táo để có thể mà như mình nói là sử dụng đồng tiền, chứ đừng để đồng tiền sử dụng các bạn. Vì khi mà bạn bị cái đồng tiền nó che mờ mắt á, bắt đầu là bạn rất là dễ bị nó sử dụng. Bạn quên mất tất cả những cái thứ trước kia bạn đã có thể là bạn đã là người như thế nào, bạn đã yêu thương mọi người ra sao, bạn đã cân bằng mọi thứ như thế nào. Thì hãy nhớ về điều này. Mình sẽ rút thêm nhé. Within the next few months, có thể trong vòng vài tháng tới thôi, các bạn sẽ thấy được cái điều này đấy. Các bạn sẽ thấy được cái true direction. Có thể là các bạn sẽ có một cái lựa chọn mới về mặt công việc tài chính tiền bạc của bạn trong vòng vài tháng tới. Và vài tháng tới nó mới là cái thời điểm perfect timing, tức là một cái thời điểm thích hợp, một cái thời điểm hoàn hảo dành cho các bạn.
Và đối với mọi thứ thì hãy xem xét thật là kỹ càng nhá. Giống như là như mình nói rằng là hãy suy nghĩ kỹ vào trước khi mà bạn làm, hay là bạn hành động, hay là bạn định nói, hay là bạn khoe, hay là làm này làm kia. Nhớ về cái điều này. Thì đấy là số 2 ngân với. Xin chào các bạn đến với tụ bài thứ 3. Đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là năm 2024 bạn cần phải làm điều gì? Điều đặc biệt bạn cần phải làm trong năm 2024 là gì? Thì đối với tụ bài này thì cái điều đặc biệt này nó liên quan đến cái vấn đề đấy, chính là năm 2024 là một năm yêu cầu bạn có cái sự kiên nhẫn và cái sự bình tĩnh, cũng như là tập trung vào cái sự bình yên ở bên trong bản thân của các bạn rất là nhiều. Tại sao? Bởi vì mình thấy cái năm sau á, của các bạn á, bản thân bạn rất là dễ bị cuốn đi bởi những cái biến động, những cái sôi động của cuộc sống hay của những cái vấn đề diễn ra xung quanh bạn. Bạn rất là dễ bị cuốn vào, và đôi lúc nó sẽ dẫn bạn đi quá đà, quá xa ở đây. Ở đây chúng ta có lá rebel. Bình thường ý, khi mà lý giải lá bài này thì mình đều ủng hộ các bạn là hãy nổi loạn đi. Nhưng mà cái năm nay không phải là một năm để cho các bạn quá là nổi loạn như thế này đâu. Tức là năm nay bạn sẽ rất là dễ bị nổi loạn như thế này. Bạn dễ bị người ta cuốn vào những cái cuộc chơi, cuộc vui, hoặc là những cái thứ gì đấy nó kiểu xô bồ, lộn xộn, thậm chí là thị phi ở bên ngoài. Mình thấy rằng là bạn không nên dây vào những cái vấn đề đó nhá. Không nên rơi vào những vấn đề đó. Có thể trong vòng vài tuần tới thôi, bạn sẽ bắt đầu thấy được cái sự bạn bị kéo vào những cái thị phi này. Năm nay là một năm bạn nên kiên nhẫn đối với mọi thứ. Và mình thấy rằng là trong việc bạn giải quyết và xử lý vấn đề, cũng có rất là nhiều cách để giải quyết và xử lý vấn đề ở đây. Trong đó có cách liên quan đến vấn đề là, có cái cách xử lý đấy chính là dùng cái sự dịu dàng của bạn, dùng cái sự nhẹ nhàng của bạn để giải quyết vấn đề. Vì đấy các bạn thấy là strength không? Đây là một cô gái, không phải là chàng trai. Đây không phải là võ tòng nhá. Võ tòng đánh hổ thì võ tòng dùng sức mạnh đúng không? Vậy thì cô gái này đánh thuần hóa cái con sư tử này bằng cái gì? Có phải bằng sức khỏe của cô ấy không? Không, chắc chắn là không rồi. Bởi vì cô gái này rất là chân yếu tay mềm, lấy đâu ra sức khỏe để đánh như là võ tòng được đúng không? Nên cô gái này dùng cái sự dịu dàng của cô ấy, dùng cái sự thuần hóa của cô ấy, khiến cho một con sư tử hung dữ như thế này á, nó cũng phải quy phục và trở thành thú cưng của cô gái này. Thì bạn hoàn toàn có thể làm điều này trong năm 2024. Bạn dùng sự dịu dàng của bạn, bạn dùng cái giống như người ta có câu là lạt mềm thì buộc chặt đó. Tại cho nên bạn cần phải dùng cái sự linh hoạt của mình, nhẹ nhàng của mình để giải quyết vấn đề. Còn đâu mình thấy năm sau bạn rất là nóng tính, năm 2024 bạn rất là nóng tính. Bạn sẽ kiểu giống như là mỗi khi mà vấn đề xảy ra, bắt đầu là bạn không kiên nhẫn được, và bạn rất là dễ bùng cháy lên. Hoặc là bạn bảo nhất là bét, sau đấy là các bạn vào bạn xới tung mọi thứ lên chẳng hạn. Thì mình thấy là bạn càng làm thế thì năm sau bạn sẽ càng phải đối diện với nhiều khó khăn hơn, với nhiều vấn đề hơn. Nhưng khi bạn luôn luôn đối với mọi thứ với một cái thái độ nó bình an nhất, nó bình thản nhất, nó bình yên nhất á, thì không có điều gì có thể chạm đến bạn được. Nếu bạn không tin, trong vòng vài tuần tới, within the next few weeks, bạn sẽ cảm nhận được những điều đầu tiên về cái trải bài này của mình. Bạn sẽ thấy bắt đầu có những cái chuyện này chuyện kia nó đến, và nó có thể có xu hướng khiêu khích bạn. Và nếu như bạn đáp lại nó bằng cái sự nổi loạn của bạn, bằng cái sự giống như là bùng cháy gì đấy của bạn á, bạn sẽ nhận lại cái kết quả không tốt. Nhưng khi bạn đổi ngược lại, bạn sử dụng cái sự kiên nhẫn, cái sự bình tĩnh của mình để xử lý và giải quyết vấn đề á, thì mọi thứ nó hoàn toàn êm xuôi ở đây hết á. Đó, bên cạnh đó thì mình còn có một cái cảm nhận là giống như là bạn nên cẩn trọng với những cái bí mật của bạn. Tức là bạn hãy hiểu là khi mà bạn nổi loạn lên, hoặc là bạn xung đột với những người xung quanh, thì rất có thể bạn sẽ bị người khác soi mói về những cái bí mật của các bạn. Mặc dù đây chúng ta có lá bài thì chính là những cái bí mật của bạn nó sẽ được an toàn ấy, thì hãy hiểu là bí mật này của bạn ấy nó sẽ được an toàn nếu như bạn biết cách xử lý tình huống tốt. Còn nếu như bạn không biết cách xử lý tình huống ấy, thì nên cẩn trọng, có thể là bạn sẽ bị tiết lộ. Thậm chí là những cái người mà trước kia từng rất là thân thiết với bạn, họ lắng nghe toàn bộ những cái vấn đề về mặt cuộc sống của bạn, bây giờ mà nếu như mà bạn xung đột với họ, sẵn sàng hai bên đều trở mặt với nhau ngay. Không nên làm như vậy. Mình thấy năm sau là một năm bạn rất là mất cân bằng, nên là dễ bị nóng tính lắm. Nóng tính lắm mà kiểu giống như là khó để có thể bình tĩnh lắm. Đây chỉ là một lời khuyên và điều mà bạn cần phải làm thôi. Còn việc bạn có làm hay không ấy, nó sẽ nằm ở cái lựa chọn của bạn. Đó, hãy luôn nhắc nhở bản thân của mình về cái điều này. Và hãy hiểu rằng là cái lý do ấy, khiến cho bạn đối xử với mọi người nhẹ nhàng ấy, tình yêu chính là lý do của mọi thứ. Tức là hãy, mình thấy rằng là năm sau là một năm mình thấy bạn dường như thiếu đi cái tình yêu thương đối với những cái người xung quanh. Bạn có thể sẽ có xu hướng là giống như là độc lập hơn, lạnh lùng hơn.
nó thiếu đi cái tình yêu ở đây. Cái tụ bài này nó hơi hơi giống với cái tụ bài trước, nhưng mà cái tụ bài này nó không có, mình như mình thấy là nó không có nặng quá nhiều về tiền bạc, nhưng mà mình thấy là nó dường như là các bạn đang bị muốn khẳng định một điều gì đấy bên trong bản thân của bạn, nên là bạn xù lông lên, bạn xù cái lông nhím của bạn lên, và càng làm như thế thì bạn càng không chứng minh được gì hết, và bạn càng cảm thấy mọi thứ nó không tốt với mình thôi. Nên là hãy cân nhắc về việc là giữ cho bản thân mình một cái tâm hồn, một cái tâm trí, một cái cơ thể, một cái đầu óc thật là bình yên, thật là bình tĩnh để xử lý giải quyết vấn đề. Hãy nhớ là bất kể chuyện gì xảy ra trong năm sau, hãy nhớ đến cái câu đấy, chính là kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn sẽ làm thay đổi mọi thứ trong năm sau. Có một cái câu chuyện này là một cái câu chuyện mà mình được nghe kể lại. Đấy chính là có một cái người này, họ một người vợ, họ đến và tìm cha xứ và nói rằng là: trời ơi, con không hiểu sao mà con và chồng con suốt ngày cãi nhau, cãi nhiều lắm mà không thể chịu được, không thể nào mà giống như là có cái cách nào để có thể là thay đổi cái điều đó hay không. Thì cha xứ mới đi vào trong phòng và lấy ra một cái chai nước, nói rằng là đây là một cái chai nước phép, đây là một chai nước có phép. Bây giờ mỗi một lần ấy, chị cãi nhau với cả chồng của chị thì chị ngậm một cái ngụm nước đó, chị không nói gì hết. Đến khi nào chị ngậm khoảng tầm 10 phút, 15 phút đi, đến khi nào chồng chị không nói nữa thì bắt đầu chị mới nuốt cái nước đó xuống. Đó, cứ mỗi khi mà chồng chị cãi nhau với chị, hay là mắng chị, hay nói chị hay làm như vậy đi, thì người vợ họ mới tin lời cha xứ, mới về làm theo. Và mỗi một lần mà người chồng mắng người vợ hay là có một cái vấn đề gì đấy, thì cái người này họ lại ngậm một cái ngụm nước vào và họ không có nói gì đấy nữa. Thì đột nhiên cái người chồng thấy rằng là: sao bình thường nó hay cãi lại, bây giờ nó không cãi lại nhỉ. Thế là người chồng dần dần bớt dần cái việc mà nói cái người phụ nữ đó đi, cái người vợ đó đi. Bắt đầu cái người phụ vợ đó mới chạy đến và nói với cả cha xứ rằng là: ôi, cái chai nước không nọ cha cho con ấy, nó quả thực là quá là hiệu nghiệm, ở trong đấy có cái phép gì đấy mà sao mà nó hiệu nghiệm như thế. Thì cha mới nói rằng là: ôi, cái đấy nó không phải là nước phép hay là gì đâu, đấy là cái chai nước khoáng tôi bình thường tôi đưa cho chị thôi. Tức là hãy hiểu rằng là cái câu chuyện ở đây á, nó đề cập đến cái việc là gì, cái năm sau của các bạn ấy, cái sự bình tĩnh của bạn, cái sự kiên nhẫn này, thậm chí là có cái sự nín nhịn ở đây á, nó sẽ là cái yếu tố tốt nhất cho các bạn. Còn các bạn càng bùng lên, các bạn càng nổi loạn và các bạn càng mất kiểm soát về bản thân của mình, sử dụng lời nói để làm tổn thương người khác hoặc là để chiến đấu lại một điều gì đấy, nó không có lợi cho bạn trong năm sau nha, nó không có lợi trong năm sau. Có thể ở một số trường hợp khác, mình có thể trong những cái trải bài khác mình khuyên các bạn đứng lên đấu tranh vì bản thân của các bạn, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này á, mình thấy rằng là những cuộc chiến đấy, những cái cuộc chiến trong năm 2024 này mà bạn diễn ra với những cái người khác ấy, nó là vô nghĩa. Bạn có rất nhiều cách để hóa giải và cái giải quyết cái vấn đề này bằng cái sự nhẹ nhàng của mình nha. Đó, thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like, đăng ký kênh mình nhá. Bye.